Bộ Giao thông Vận tải vừa có kết quả chính thức vụ mất điện tại đài kiểm soát không lưu sân bay Tân Sơn Nhất vào hôm 20 tháng 11 năm 2014 và sự cố vi phạm phân cách tối thiểu giữa máy bay của Vietnam Airlines và trực thăng quân sự tại Tân Sơn Nhất ngày 29 tháng 10 năm 2014. Theo đó, thì hàng loạt cán bộ của Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam đã bị xử lý kỷ luật, trong đó có Chủ tịch và Tổng Giám đốc của đơn vị này. Liên quan đến sự cố mất điện đài không lưu sân bay Tân Sơn Nhất, nguyên nhân gây ra sự cố trực tiếp được báo cáo là do nhân viên trực chính Lê Chí Tình hai lần thao tác sai quy trình kỹ thuật trên bộ lưu điện số 3 dẫn tới mất điện toàn bộ đầu ra của 3 bộ lưu điện. Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam cũng khẳng định việc tiến hành các thao tác trên được nhân viên Lê Chí Tình tiến hành một mình, không có sự tham gia giám sát lẫn nhau của nhân viên trực cùng ca theo quy định. Trong khi đó, sự cố vi phạm phân cách tối thiểu giữa chuyến bay VN1376 của Vietnam Airlines và trực thăng quân sự MI-172 ngày 29 tháng 10 năm 2014 được đánh giá là sự cố uy hiếp an toàn hàng không mức C, tức mức uy hiếp an toàn cao. Do nguyên nhân trực tiếp là công tác phối hợp hiệp đồng chưa tốt giữa kiểm soát viên không lưu trực hiệp đồng và chỉ huy bay quân sự. Sau hai sự cố nói trên, nhiều tập thể cá nhân bị xử lý kỷ luật và Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam cũng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật khiển trách 3 lãnh đạo thuộc quyền quản lý của Bộ Giao thông Vận tải, gồm Chủ tịch Hội đồng thành viên ông Đinh Việt Thắng, Tổng Giám đốc và một Phó Tổng Giám đốc.